Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Lê Quý Bonsai nha. Thì hôm nay trở lại với nhà vườn con cũng review một số cây con mới lên chậu cho cô chú anh chị xem nha. Thì những cây cam thạch đây con mới lên chậu nè cô chú. Đó. Mới lên chậu nha cô chú. Giờ anh vàng bên đây nữa nè cô chú ơi. Thì cũng hôm nay cũng con cũng ngưng phôi rồi cô chú ơi, ngưng phôi rồi. Hiện tại giờ do chăm chú hàng ghép của chú, thì cũng như mấy cây này hôm trước con cũng có quay lên cho cô chú chị xem nè. Thì hôm nay con cũng lên được mới nè, giờ mới cơ tàn luôn cô chú. Hôm nay vào sáu hơi nhiều cô chú, hôm nay vào sáu gần 60 cái, ủa 70 cái. Đây. Những cây con mới lên nè cô chú, mấy cây này là cao từ 3 mét không cô chú. Đó, từ 3 mét lên không à. Đang lên. Đó. Thì hôm trước con quay video lên thì cũng chưa có cái này đâu. Này con mới vô rồi cô chú. Đây. Mới cây tàn nè. Cây này là cốt cao không à. Từ 3 mét tăng lên. Đứng dưới đất nha cô chú. Từ 3 mét. Còn đây cô chú, còn chậu trước nữa nha, con chuẩn bị con lên chậu tiếp nữa nha, con lên cho đủ luôn, tại còn cây lớn nhiều quá nên bắt buộc phải lên, không lên thì nói chung là hơi khó bán, còn lên thì nó nặng nề quá, bắt buộc phải lên cô chú ơi. Đây, đang lên. Những cây này chuẩn bị lên chậu á cô chú. Mới lên được một hàng ở trước nè. Mấy cái này thì lùng nha cô chú, tầm 1,5 tới 2 mét trở lên nha cô chú. Đây, chuẩn bị lên nè. Đây là chậu cô chú ơi. Những chậu này là chậu 5 nha cô chú, chậu này chậu 5 nha, 5 tắc. Còn chậu đó là chậu 6 nha cô chú, nhìn nó cũng chênh lệch, hơi xa lắm nha cô chú. Thì đa số cái này là con ghép 6 màu hết nha cô chú. 6 màu. Như 5 năm rồi. 3 màu thái, 3 màu lửa. Chiều cao hiện tại nó nằm như vậy, nó cao một cái đó đó. Tại cây này con vô lâu lắm rồi nên nó rất là cứng cô chú. Vô cũng được 5 tháng rồi, trồng chậu được 5 tháng. Mình ghép này cũng được 5 tháng rồi đó cô chú. Đây, chiều cao. Tầm 2 mét. Cái đó tầm 2 mét thôi lại. Đây sổ hết cô chú. Đây, hàng chậu. Thì địa chỉ con là ở 03. Đây, tôi không quay qua đây cho cô chú xem. Đây. 03 ấp Thanh Nhân, xã Tân Thanh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại đó cô chú. 0939984842. Đây. Thì con là đang ở khu Gạch Bằng cô chú. Thì con là giáp danh Gạch Bằng, bên kia là bên kia là Gạch Bằng thuộc về Tân Dương. Còn bên đây là bên đường bên đây là về Tân Khánh Trung, bên kia Tân Dương. Và cô chú có thể gõ lên Gạch Bằng Tân Dương là lặn qua Kho Giấy cô chú, là chuyên về Kho Giấy hết. Đây, Kho Giấy bên sông đó cô chú thấy không? Kho Giấy không à. Ai cũng gần về đây hết là chuyên về Kho Giấy hết. Cây này là cây năm ngoái nè cô chú, cây năm ngoái còn còn cây nè, còn cây trồng năm nay cái tàn rồi cứ già. Năm ngoái tại nó hơi bị lép tàn bên kia xíu, tại nó ve cái nhánh nè cô chú, nên năm nay
để trồng lại chơi. Nè, cái dây nhánh bên kia nhiều hơn, nhánh hơn bên đây nè. Bên đây hơi lép, cái nhánh là bây giờ cũng bằng ngón tay luôn á cô chú. Nó phát triển á. Xong rồi chạy về cho tí. Chưa tới nè hả? Vậy đó còn xài được mà. Cắt luôn hả? Kiếm rồi còn chiếc xe nào không? Kiếm rồi còn điện điện có ai chiếc xe nào không? Chở dùm cuốc đi. Được. Để nè cô chú. Ông Tuấn ổn quá, ông đi đâu cô lãnh rồi. Ừ. Rễ coi ở dưới nó còn hơi yếu quá cô chú. Do rễ con á. Rễ nhỏ á. Nó hơi yếu, hơi lắc lư. Bắt buộc phải ghiền chay cô chú. Rồi, trở lại với bên đây. Quay sơ lược chậm vòng vòng vườn cho cô chú xem. Cô chú có ủng hộ thì về cái vườn con ủng hộ nha. Nói chung hàng này con bán tại vườn hết nha. Chứ không có ship nha cô chú. Vườn của con. Rồi con sẽ đi vòng vòng cái sau hè cho cô chú xem. Hiện tại giờ đây chiều còn chở thêm 20 chậu nữa cô chú, 20 chậu giống này nữa nè. Vườn con chiên về cây bíp thôi cô chú, cây bíp cây đẹp nha, đây bíp đẹp không à, đế sổ bíp đẹp, đế sổ. Đó, sau đây còn rất là nhiều nha. Cây nào sau đây thì nó giá nó rẻ hơn chút, tại con soạn lọc ra cây đẹp đưa lên trên cô chú, nên ngoài đây thì nó giá hơi rẻ hơn chút. Nói chung là mình soạn cây đẹp đưa lên hết rồi, cây đẹp này lo do củ đẹp hơn cô chú, còn tàn thì cây nào cũng như cây nấy, tàn thì bao đẹp. Con cũng có số một màu nữa nha cô chú, một màu nha, cam lửa, tím lửa, màu vàng nè, màu cam lửa nè cô chú. Đó, một màu một, tại do cái cây này nè cái chiều cao nó quá cao rồi, con không ghép nữa, không con không phá cao á, nên hạ xuống tầm mét mấy à. Đây cam lửa một cốt, vàng một cốt, đây vàng nè cô chú, vàng một cốt nè. Đó, rất là nhiều cam hạch. Chiều nay con cũng vô mới cam hạch qua đây nữa nè. Có tím lửa nè cô chú. Nó rất là nhiều. Tha hồ gì cho cô chú lựa. Quan trọng là giá cả thôi. Nói chung hàng ở đây tầm trên triệu tí rồi cô chú ơi. Hàng đây cũng như hàng trong chê ghê vậy đó. Nhưng mà con soạn ra hết trên triệu tí à. Không rất cao. Còn rất là nhiều. Đây cũng còn mớ cây nữa cô chú. Đây tàn này. Thấy vậy cái tàn nó to lắm nha cô chú, con mới cây tàn nha. Mới cây nè. Thì đây nó tết, còn thêm cây nữa là xong nha cô chú. Cây nó là tết luôn á. Rồi, con cũng xin kết thúc video ở đây. Kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại cô chú những video tiếp theo nha cô chú. Thì con lên tới đầu thì con quay tới đó nha cô chú. Để giữ lại những lúc này để qua tháng năm con làm cũng chống diện cô chú. Để quên cô chú ơi. Nha. Rồi, con xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn cô chú đã xem kênh và luôn ủng hộ con. Xin chào.